Rồi, Trạng Bò Sa Phương chào tất cả anh em. Bữa nay ngày 11 tháng 6, em giao lưu cho anh em một số cái cảnh các loại, gồm có hải châu, đang châu quả, tùng kim, tùng la hán, sơn liễu, sam núi khai thác, sim tím rừng ăn trái, sơn trà. Rồi, mà số 1 là một cây sam núi khai thác nha anh em, cây mini nè, cây sam trái nha. Cây này cao 20, tàn rớt xuống tầm 20 nha. Cây quen nhân nha mấy anh em, cây mini bào ban. Rồi, giao lưu cho anh em là 180 bao ship nha, 180k bao ship cây sam núi khai thác mã số 1. Rồi, qua mã số 2 là một cây sơn trà nha. Cây này cốt khá to nha mấy anh em, bờ đỡ trải nè. Cây đã sống khỏe quá, đã đi một nước dây định hình nha. Cốt rất to nha. Cây rất già nha. Rồi, em đo cái vành 62 nha, vành gốc 62, chiều cao từ mặt chậu lên tới trên đỉnh là 60 nha. Ngang tàn cũng là 60. Rồi, giao lưu cho anh em là 350 bao ship nha. Cây này khá to nha mấy anh em. 350 bao ship. Anh em nào lấy là em đẹp chậu bó bao cẩn thận gửi cho anh em nha. 350 bao ship cây sơn trà, cây khá to nha mấy anh em. Cây rất già gọn sống. Đỡ trải. Rồi, qua mã số 3 là một cây sim tím rừng ăn trái nha mấy anh em. Cây này cốt lung lực nè, củ rất to nha. Rồi em đo cái vành. Quanh là 65 nha, chiều cao tính từ mặt chậu lên tới trên đỉnh là 35, ngang tàn là 50 nha. Cục sim khá to nha mấy anh em, cây này đã sống khỏe rồi nha mấy anh em. Rất to nha. Rồi, giao lưu cho anh em là 450 bao ship nhé, 450k bao ship cái sim mã số 3 nha. Cái này anh em nào lấy em cũng đẹp chậu bó bao cẩn thận gửi cho anh em nha. Rồi, qua mã số 4 là một cây sam núi khai thác nhé. Cái này rất dè nha mấy anh em, thân co lét nè, cây rất dè, cây thiên nhiên nha. Rồi em đo cái vành thân ở đây nha, là 10 cm, chiều cao tính từ mặt chậu lên tới trên đỉnh là 65, ngang tàn là 45 nha. Cây sam khai thác sam trái nha mấy anh em, cây này đang cho trái dây cây luôn nha, dàn trái của nó nè, dòng khai thác nên là trái của nó rất là sai nha, chùm chùm như nho nha mấy anh em. Rồi, cây sam mã số 4 giao lưu cho anh em là 1.400.000 bao ship nhé, 1.400.000 bao ship cây thân co lét nha mấy anh em. Cây này anh em nào lấy là em ship cả chậu luôn. Rồi, qua mã số 5 là một cây tùng la hán, cây rất già nha mấy anh em, cây thành phẩm nhé, cây rất già, bờ đớ của nó nữa rất to nha. Rồi em đo cái quanh gốc là 40 nha, hoành đớ là 40, hoành thân đây là gần 9 cm nha, chiều cao tính từ mặt chậu lên tới trên đỉnh. Là 55 nha. Chiều cao là 55. Tăng bay từ sau đây nha, là bay tăng trước là 65. Rồi, giao lưu cho anh em là 800 bao ship, 800k bao ship cây tùng mã số 5 nha. Rồi qua mã số 6 là một cây sơn liễu, dòng sơn liễu đột đỏ nha, cây đời sống khỏe quá, đã quấn một nước dây định hình hết nha mấy anh em. Rồi em đo cái vành là 26, chiều cao là 30, vành gốc 26, chiều cao 30, ngang tàng là 32 nha. Rồi giao lưu cho anh em là
150 bao ship nhé, 150k bao ship cây sơn liễu đọt đỏ mã số 6. Rồi qua mã số 7 là một cây tùng. Tùng kim nha mấy anh em. Bờ đớ của nó nữa. Rất quái nhé. Cây thân cò lét nhưng mà anh em cây rất già. Rồi em đo cái quanh góc nhé. Cái quanh góc của nó là 46, quanh thân 9cm nha. Chiều cao tính từ mặt chậu lên tới trên đỉnh là 65, ngang tàng là 70 nha. Cây thân cò lét rất già nha mấy anh em, tây cành. Tây cành rất già. Vài tổng thừa cái cho anh em xem nha. Cây rất to nha. Rồi giao lưu cho anh em là 900 bao ship nha, 900k bao ship cây tùng kim nha mấy anh em, 900k bao ship cây tùng kim. Cái này anh em nào lấy thì em đẹp chậu bó bao cẩn thận gửi cho anh em nha. Bên em chậu xi măng là không có ship nha mấy anh em. 900 bao ship cây tùng mã số 7. Rồi qua mã số 8 là một cây hà châu. Dòng hà châu sông cầu nha, dòng siêu trái nha mấy anh em, trái nè. Chùm chùm nha. Trái nè. Rất sai nha. Thân cò lét nha mấy anh em. Cái đường thân cò lét nha. Cái rất già cây nha. Bờ đớ rất là dũng dàng nha mấy anh em. Rồi em đo cái quanh gốc là 30, quanh thân là 9cm nha. Chiều cao tính từ mặt chậu lên tàu trên đỉnh là 67, ngang tàng từ bên đây qua bên kia là 55 nha. Tàng bay từ sau đây là bay tàu trước là 80. Cái này khá to nha mấy anh em. Trái thì anh em yên tâm nha. Sông cầu là dòng lá rất đẹp. Và trái là không phải bàn nha. Trái chùm mà trái rất sai nha. Rồi giao lưu cho anh em là 1.200.000 bao ship cây hải châu mã số 8 nha. 1.200.000 bao ship. Cái này anh em nào lấy thì em cũng đẹp chậu bó bao cẩn thận gửi cho anh em nha. Trái thì anh em khỏi phải bàn nha, rất sai. Rồi qua mã số 9 cũng một cây hà châu. Cây này cốc lung lật nè, cốc đớ nè, trái rất đẹp nha, dòng lá cực kỳ đẹp nha mấy anh em. Rồi em đặt cái quanh eo thân ở trên đây nha là 20, chiều cao tính tới mặt chậu lên tới trên đỉnh là 25, ngang tàng là 40 nha. Cây cốc lung lật nha mấy anh em, hồ đớ nè, rất dường dàng nha. Rồi giao lưu cho anh em là 300 bao ship, 300k bao ship. Anh em nào lấy là em đẹp chậu bó bao cẩn thận gửi cho anh em nha. Rồi video của em đến đây là kết thúc. Anh em nào có xem video thì cho em xin một lượt đăng ký. Rồi chào anh em.